Bà thợ đấy nè hả? Ơi ơi. Sao khô chú để ngoài, chú để trong đó sao ăn được? Này, khô. Con khô bánh hả? Khô bánh á. Phải như vậy chứ không để đi ngoài ăn cho nó không? À, bác nấu rồi bác dồn vô ăn luôn đi. Cô bác anh chị không biết có thấy không? Dồn con bồ hông nè. Cái miếng bao á, miếng bao mà mình đã qua sử dụng đó. Nó dừng lại nè. À, đặc biệt ở đó có một cái miếng tôn chắp giá đằng kia kìa. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Long, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và kế bên đây là chính là cô Hai, người hướng dẫn Bùi Hồ để đi gặp một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Đó là một cụ già hơn 70 tuổi. Và hiện nay thì ông sống ở một mình trong một cái căn nhà một nét. Thì ở đây thì cô Hai có thể nói sơ về ông được không? Được. Rồi cô nói. Dạ hoàn cảnh của ông quá khổ rồi, giờ ông cô đơn có một mình, ông 76 tuổi. Giờ không có làm ra tiền, giờ nhờ bà con dòng họ mà xúm cho giúp chút đỉnh cho ông ăn, rồi giờ hoàn cảnh quá khổ rồi, giờ nhờ nhà tài trợ giúp đỡ cho ông đặng ông có sinh sống hàng ngày đó. Dạ nhưng mà bác. Nhưng mà cái nhà hôm trước cô nói là cô sửa lại sao? Rồi cái bếp bên đó đó. Dạ. Bếp một thước mấy rồi cái bếp nó dục nát rồi, tôi thấy tội nghiệp quá. Rồi tôi mới quy góp đồng đạo, tôi mới xin cho ông các cái bếp hẩm rài. Cái bếp bao nhiêu tiền cô? Cái bếp với vô cây nước luôn là 1,4 triệu. Thôi bây giờ hai cô cháu mình vô ha. À. Thì cái phần thiết bên đây là mới dừng lại nè phải không cô? Giờ con. Phần thiết bên đây mới dừng lại. À, cái chòi này là cô nói cô sửa đó ha, cái bếp đó đó hả? Chòi bếp đó đó, giúp con vô trong nó quay luôn. Con chào bác nha. Dạ. Bác ở đây có mình một hả? Dạ. Mình bác năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 77 rồi. 77 tuổi. Rồi sao bác có vợ con gì không, ở có mình? Không. Không hả? Vợ con chết trơn rồi, chết rồi. Dạ bác mất năm nay bao lâu rồi? Mất lâu rồi. Bác sống một mình như thế này là bao lâu rồi? Lâu rồi, tới năm rồi. Đúng rồi, tới vợ là 77 tuổi. Bác nói là bác tên gì? Nguyễn Nhân Bẻm. Nguyễn Nhân Bẻm. 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 Bẻm hả? Bà em bẻm cái gì? Bác có con, bác với vợ bác có con cái gì không? Con là gã rồi, vợ mất rồi lâu rồi. Dạ, bác với lại vợ bác là có mấy người con? Hai người con. Chết ra hai người còn đứa gái một à. Chết hết rồi. Chết trời con. Chết hai người con vậy là mất một người. Mất là trai. Còn một đứa con gái. Trai. Vậy thì con gái của bác là ở đâu? Có chồng bên ghe xa lắm. Xa, rồi sao không có ở, bác không có ở chung thì sao? Không ở chung. Ủa sao vậy bác? Hả? Rồi à? Hả? Sao không ở chung? Tại không muốn ở chung với mình. Trước đây thì ngôi nhà của bác có được giống vậy không? Có gì đâu. Dạ. Gì không lắm. Rồi hàng ngày thì ai nấu cơm, bác nấu cơm, bác tự ăn luôn hả? Dạ. Ôi nhìn thấy cũng tội quá ha. Bác cho con vô nhà bác được không? Rồi vô đi. Dạ. Con mang dép vô, con để dép ngoài nha. Rồi. Lên vô con lên á. Ủa, hai con cá ương hả? Khô. Hả? Khô. Hai con khô. Hai con khô này là bác làm gì có? Mua muối á, mua phơi khô á. Mua hết nhiêu tiền bác? Trời ơi, ít sạch à. Ủa con nghe mùi hôi, sao bác không đem ra phơi? Để chú nắng này phơi. Dạ. Ồ, ngôi nhà của bác thì con thấy nó chị bình, nó khoảng chừng 9m2 à. 9m2. Chắc gần 3 thước rồi. Bác thường ngủ giỏng ở đây hả? Ở đây có cái bàn thờ ha. Bàn thờ là ở ngoài trước, là cái sân của bác là quan trọng, cái khuôn viên ngoài trước nè. Nhà thì thấy cũng khá là một. Bác đi vô ấy. Hôm nay bác ăn cơm chưa? Rồi. Bác ăn với gì? Cá rồi bà, cái gì là. Sáng nay bác ăn cơm rồi hả? Cô Hai nói sửa cái bếp này ra hả?
cái bếp này thì nó là hết triệu hạt à, có nghĩa là lót ván đây đó ha, ván là gì đó luôn á, từ thiện ta làm tiếp giùm đó. Dạ như vô cái nước cho ổng luôn đó, cấp khoảng cái nước này đây ha, có nước sẵn rồi ha, cho xài miễn phí luôn đó. Ừ, bên nước cho xài miễn phí. Thấy ổng thích nước rồi bác, có cái mùng như, như thế này đó hả? Cái mùng như vậy đó, trời ơi này nè, còn cái đó thì ổng nghỉ hồi trước nghỉ trưa rồi. Con cái chị gì đó không qua hỗ trợ bác sao? Ít qua đó, hàng ngày là bác tự nấu ăn tự làm luôn. Ừ, đâu hôm sáng nay bác ăn cơm gì cho con xem với. Cơm cá rồi thì đâu, bác cho con xem với. Cái này nấu cháo nè, cháo khô. Cháo gì? Cháo khô. Cháo khô đâu bác lấy đũa. Khô chú để ở ngoài mà chú để trong đó. Đâu bác cho con xem với. Cháo khô chú để ngoài, chú để trong đó sao? Nè, con khô mình hả? Khô mình á. Thải như vậy chứ không để đi ngoài ăn cho nó ngon. À, bác nấu rồi bác dồn vô ăn luôn. Cô bác anh chị không biết có thấy không? Dồn con bồ hông nè. Dồn vì ông ở một mình nên thành thử là cái ngôi nhà của ông á, nó bề bộn á. Nó bề bộn mà sao? Trước đây thì không có cây nước này thì không biết ngôi nhà của ông như thế nào. Ông rửa cái gì ở đây luôn nè cô bác anh chị. Dạ rửa một luôn đó. Ông rửa cái gì ở đây luôn. Và nhà của ông thì ở đây là cái sống chén nè. Sống chén bên đây và cái bếp ở đây. Cái diện tích của cái bếp á thì nó khoảng nó không có lớn lắm. Thì nó bên đây qua kia 1 mét, bên đây khoảng 2 mét, thì khoảng 2 mét vuông. Và ông vẫn nấu bằng bếp củi. Ông nấu củi phải nấu cho cẩn thận nha ông nha. Rồi không sao đâu. Dạ, dầm cái miếng thiết mà kia kìa cô bác của anh chị, thấy tồi ghê không? Trời ơi. Củi đây rồi, ông ở đâu ông có? Kiếm. Ông kiếm hả? Ông đi kiếm hả? Hàng ngày thì ông làm gì, ông có tiền để ông sống, ông mua gạo không em? Có gì đâu mà có tiền. Không làm gì đâu có tiền. Hiện nay ông có nhiều tiền cho con mượn quá. Chứ không có cắt nữa. Đâu, con không tin. Đâu, móc rồi. Có vài ngàn bạc à. Đâu. Sao ông mới nói con là ông không có? Mười mấy ngàn. Đâu, ông mở rồi. Mở rồi coi đây. Còn được 11 ngàn nè, ông nói không có vậy cho con mượn 10 ngàn đi. Nha. Nha. Rồi. Rồi chút xíu nữa con lấy. Đó, đó đây nha. Ừ. À, ơi ơi trời. Dạ. Ơi cái đồ này ông không có tiền rồi hàng năm rồi đến Tết rồi sao? Rồi cái việc mà đồ đạc của ông rồi sao? Ở đâu ông có tiền ông mua đồ? Cái này cũng người ta cho. Người ta cho. Cái nhà người ta cho quần áo với tiền luôn. Dạ. Cô bác quý anh chị cái thẻ nó gần bị lỗi nên là nữ nó bị cắt gián đoạn hoài luôn. Ơi nước tương nước mắm kìa ông để bên đó kìa. Ôi ơi nhà của ông đồ ghê á. Vợ mất mấy năm vẫn ở vậy luôn hả? Giờ mất mấy năm rồi ông? Lâu rồi. Giờ 4 mấy năm. 4 mấy năm vẫn ở vậy luôn. Ừ. Không có vợ mới. Không. Sao vậy? Sao không kiếm người bầu bạn không? Trời ơi, lớn tuổi thì kiếm gì. Người bầu bạn nấu cơm nấu hủ hỉ đồ với ông mỗi mỗi đêm, chịu không? Ừ. Lớn tuổi rồi, 77 rồi còn. Đâu ông bật điện lên cho con với. À đây nè hả? Điện ở trong này có đèn không ông? Nó có cái muốn là không? Chỉ một bóng ngoài trước thôi. Phải không? Không ông đó là. Dạ trời ơi, cô bác của anh chị không biết, cô bác của anh chị có thấy không? Cái miếng những cái phần hở trên mưa nó tạt đó. Ông làm thứ mấy? Sáu. Ông Sáu, ông phải dừng cái miếng bao á, miếng bao mà mình đã qua sử dụng đó. Nó dừng lại nè. Đặc biệt ở đó có một cái miếng tôn chắp giá đằng kia kìa. Và ánh sáng thì có thể lọt qua đây. Mình đến đây thì không biết là trời mưa thì như thế nào, nhưng mà ánh nắng thì nó có thể lọt qua để gọi vào đây. Và đây là cái mùng cũ của ông nè. Thì con không biết sao mưa tạt sập mà nó gắt chỗ này luôn nè. Đó. Để có một cái chiếu, một cái gói, một cái mùng thôi. Không còn cái gì quý nữa. Nhà trên đó đây nó mục hết lên, hết trơn kìa cô bác của anh chị. Chắc con nghĩ là chỉ còn cái này là nó chắc nhất thôi. Chỉ còn cái này là chắc nhất thôi. Còn cái phần ở trên thì thấy nó mục hết à. Đây nè, mấy cái con gì ta? Mấy cái con mối mọt ăn hết trơn à. Nhà con thì khoảng 12 mét, khoảng 9 mét vuông á.
Trời ơi, con cũng gặp nhiều người khổ á, và đặc biệt già mà khổ mình so với như ông thì cũng hiếm ha. Ok nè. Rồi ông ơi, bà mất rồi, hành thờ của bà đâu không? Đó. Ông để đâu rồi? Bị không có làm hình. Bà thờ đấy nè hả? Ừ. Trời ơi. Ủa sao không làm hình không? Không có làm hình. Không có tiền hay sao? Ừ. Hả? Bà mất chôn ở đâu? Không sao. Chà. Chà, đất này là của ai không? Đất của ông và vợ ông cho. Ừ. Và vợ cho. Đất của này ở chung đất nhìn cháu nhà trong đó, cháu ừ. Thằng Hải đó. Ừ. Đất này ông và vợ cho. Ừ. Sao con thấy ông nè, bên đây là cái vách này là vách cũ nè. À, còn cái vách bên kia kìa là cái vách mới. Vách mới đó ông cắt khi nào vậy? Mới cắt kìa nè, cũng có mới có cũ. Có nghĩa là hư phần nào thì ông sẽ vá vô phần đó. Phải không? Hằng ngày ông phải ăn khô á, khô để dự trữ được lâu hay sao không? Ít, lâu mới ăn khô bữa chứ lâu không. Ngôi nhà này là ông cất được bao lâu rồi? Cái ngôi nhà này nè, hiện tại con đang đứng nè. 4-5 năm rồi. 4-5 năm. Trước đây thì ngôi nhà của ông có được như thế này hay không? Không có. Tệ đó. Trước đây tệ hơn nữa hả? Ừ. Chứ hồi đó là mới cất đây cũng hơi ấy. Vậy là ông là chỉ ở một mình và không làm gì cả, sống nhờ vào sự trợ giúp của người ta, phải không ông? Ừ. Con cái thì cũng không có giúp cho ông, phải không? Ừ. À, nếu như mà ông có một cái ước muốn thì ông có ước muốn gì không? Ước muốn gì giờ? Giờ mấy ông nhờ có gì thì giúp đỡ mình hưởng nấy chứ mình. Ông có ước có một cái ngôi nhà hay là một cái gì nữa không? Bây giờ lớn tuổi rồi không ước ngôi nhà nào cả. Ừ. 77 rồi không biết sống chừng nào mà ước chi. Ừ. Ước rồi ai đâu ở. Ông già không có thật, ông cụ không có điều ước gì hết hả? Ừ. Ừ. Giờ con cắt cũng ở không được hả? Ừ. Rủi chết nó tử làm sao? Rồi ai ở phải không? Ừ, 77 tuổi rồi. Ông sao 77 tuổi rồi không có điều ước gì vậy? Ừ. Ông có ước cái gì vậy? Cái bếp ga không? Thôi. Sao vậy? Thôi, không ước. Có bếp này nấu cơm được rồi. Bây giờ ông không ước gì hết, không bếp ga, không gì hết. À. Chỉ ước có tiền xài qua ngày thôi. Có tiền thôi. Bây giờ con tháo cái tôn đằng sau cùng một con dừng lại cho ông chịu không? Được mà thôi đi, để đi. Trời ơi, không chịu luôn. Ừ. Ôi ông cụ không có ước muốn gì hết trơn á, lần đầu tiên con thấy giống như ông luôn á. Ừ. Trời ơi, cái tủ này là tủ gì vậy ông? Không. Tủ không hả? Ừ. Ông không có tủ đựng đồ luôn á, cô bác với chị. Chỉ có cái bàn thờ ở đây nè. Cái bàn thờ của bà thì nằm ở đây. Và ở đây thì cái tủ không. Ở đằng sau thì có bếp đằng kia. Với lại một cái giường ngủ của ông dành trọn gói gọn 9m2 cho mình ông. Và đặc biệt thì ông không có một cái điều ước gì cả. Ông không biết, ông không có điều ước thì sao con giúp ông? Dạ có, giúp tiền mình xài. Gần cuối đời cũng không có điều ước gì luôn. Trời ơi. 77 rồi, đâu có ước gì nữa giờ. 77 ước gì nữa giờ. Thôi bây giờ ông lên đây ông ngồi đi. Nha. À. Trời ơi, hôm nay con mới thấy một ông vậy mà không có một cái điều ước gì cả. Ông Sáu ơi, ôi có cái đi ga đô nhỏ nè. Là vô, có là vô nhỏ để chưa bắt ca cổ bay chơi. Ông ca cổ được không? Không. Con được ca cho con nghe với. Thôi, nó ca mình nghe. Nó ca mình nghe ha. Ừ. Trời ơi. Con đẩy này lên đây được không? Được, đây. Thôi không được đâu. Ông giáo ngồi đây đi cho nó thấp tí xíu. Rồi con lần đầu tiên mà con đi quay mà cắt nhà mới cho ông cũng không chịu luôn á. Rồi cái máy nó bị lỗi á cô bác anh chị, nên có gì cô bác anh chị thông cảm nha. Để con cầm cái này nha. À, thưa ông, hôm nay thì con được cô Hai giới thiệu con đến đây. Thì con đến đây thì
Thứ nhất là con thấy cái hoàn cảnh của ông rất là khó khăn ở trong cái ngôi nhà mà trống trước dột sau như thế này, mà ông thì chỉ sống có một mình thôi. Đó. Thì con dự định là hỏi ông có ước gì không để con có thể giúp đỡ ông thêm. Nhưng mà ông thì không có điều ước gì, chỉ mong tiền sống qua ngày để đến khi về già thôi. À, thì đến đây thì con thay mặt cho chị Thu là Việt Kiều Mỹ gửi cho 100 đô la. 100 đô la thì con đổi ra nó tương đương khoảng 2.3 triệu. Thì hôm nay con sẽ gửi trong 2.3 triệu để ăn Tết. Rảnh thì con sẽ đến thăm ông tiếp nha. 2.3 triệu này ông xài được bao lâu? Chắc này chắc qua Tết ạ. Xài đến qua Tết, ngày ông xài khoảng nhiêu tiền? Trời ơi, ngày có gì đâu. Mua đồ ăn với vài chục à. Vài chục ngàn thôi. Ừ. Bây giờ con sẽ gửi cho ông 2.3 triệu. 1 triệu nè. Ông giữ cẩn thận nha. 2 triệu nè. 300 ngàn nè. Mừng không ông? Mừng, cảm ơn cậu. Vậy là ông thiếu con 10 ngàn. Này trả nè. Trả nè. Thôi con nói chơi đó, ông cất tiền cẩn thận nha. Rồi bây giờ ông có muốn lời nào nói với lại chị Thu ở Mỹ không? Nói gì nói giờ thôi, giờ vậy được rồi, nói có muốn cất thì cất. Rồi ông có cảm ơn gì không? Cảm ơn chị, cô Thu ở Mỹ. Dạ. À, thôi hôm nay thì đến đây con thay mặt cho chị Thu là Việt Kiều Mỹ trao cho ông cái số tiền này, mong ông giúp có thể cho ông trang trải cái cuộc sống ha. Rồi Bùi Hồ xin thay mặt cô thay mặt ông Sáu chân thành cảm ơn chị Thu là Việt Kiều Mỹ đã hỗ trợ cho ông số tiền này để ông có thể sinh sống đây đến Tết ha. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cậu ha. Dạ tay ông run luôn này cô bác anh chị. Tay ông run luôn này, sống có mình một luôn á. Thôi con chào ông, con về nha. Cố gắng giữ gìn sức khỏe ông nha. Dạ, con chào ông, bye bye. Rồi. Rồi con chào ông nha. Vẫn còn mới. Dạ. Và cái có nghĩa là cất lắp ráp với cô bác của anh chị. Sau đây là một cái vườn. Mình sẽ nhìn ở bên đây á thì thấy cái phần bếp bên đây á thì nó một bên màu sáng nè, một bên màu tối bên kia. Đó. Thì màu tối bên kia có thể là thiếu chỗ nào thì người ta cất cho ông chỗ đó. Nhà ông là một cái ngôi nhà sàn ở cô bác quý anh chị. Hôm nay thì đến đây cũng muốn quay cho cô bác quý anh chị xem hoàn cảnh của ông luôn.